chào mừng các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ là cuộc tranh tài ngoạn mục của hai đội. Đội Voi Còi, các thành viên là những ca sĩ rất năng động. Đặc điểm chung của cả nhóm đã được chọn làm tên đội, và một điểm chung khác là thích hát và múa. Ngoài ra, sở thích nho nhỏ nữa là ẩm thực. Cả nhóm thường tập trung nấu ăn và tập các bài hát mới. Đội Cò Béo, các thành viên của nhóm Cò là những ca sĩ trẻ dễ thương. Đội Cò Béo có niềm đam mê với ca hát, họ hát cả ngày mà không chán, không mệt. Khi nhóm Cò tập hợp lại là các bạn sẽ cùng hát thật to. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật là vui với trò chơi Chung Sức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Hôm nay chúng ta chuẩn bị theo dõi cuộc thi đấu giữa hai đội Voi Còi và Cò Béo. Trước khi hai đội sẽ trải qua 4 vòng thi đấu để chọn lấy đội bước vào vòng đặc biệt, chúng ta sẽ lần lượt trò chuyện và làm quen với từng đội. Và Voi Còi, thế nào là Voi Còi? Mời các bạn giới thiệu. Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin chào anh Tạ Minh Tâm. Và Voi Còi rất trân trọng kính chào đối thủ Cò Béo. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thùy Dung và tôi là đội trưởng của nhóm Voi Còi. Sở dĩ tại sao nhóm tôi có cái tên là Voi Còi thì các bạn sẽ biết ngay sau khi phần giới thiệu của 4 thành viên của chúng tôi. Xin mời thành viên thứ hai. Chắc các bạn có lẽ cảm thấy rất là ngao ngán với phần giới thiệu của đội trưởng của chúng tôi phải không ạ? Tôi là đội phó Nguyễn Duy Khoa và đây là thành viên thứ ba. Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên. Tôi rất thích về âm nhạc và thời trang. Còn đây là thành viên cuối cùng của chúng tôi. Xin chào tất cả các bạn. Và mình là Duy Thiện. Và sau khi nghe mình giới thiệu xong thì quý vị đã hình tượng ra tại sao đội mình còn có tên là Voi Còi chưa ạ? Nếu chưa thì xin mời quý vị hãy gặp gỡ lại đội trưởng để nghe sự giải thích về cái tên này. Vâng, một cái lý do hết rất là đơn giản. Qua 4 phần giới thiệu của 4 thành viên của Voi Còi thì chắc có lẽ quý vị khán giả cũng đã ngấm ngầm nhận thấy rằng tại sao đội chúng tôi lại có cái tên này. Bởi vì một lý do đơn giản thôi, xét về cái ngoại hình thì cả 4 chúng tôi thì cũng hơi tương đối hơi bụ bẩm. Cho nên là chúng tôi quyết định chọn cái tên Voi Còi làm tên đội của mình. Voi Còi là voi không được béo lắm. Chúc các bạn ghi được thật nhiều điểm trong trò chơi hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn làm quen với đội Cò Béo. Xin chào các bạn, xin chào anh Tạ Minh Tâm và xin chào đội Voi Còi. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lương Viết Quang, mình là đội trưởng của nhóm Cò Béo. Mình năm nay 24 tuổi và sở thích là đá banh, bơi lội và ca hát. Còn đây là thành viên thứ hai của đội mình. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hồng Anh, sở thích của mình và là ca hát và vẽ vời. Và đây là thành viên thứ ba của đội. Xin chào tất cả quý vị các bạn, mình là Việt Hoàn. Sở thích của mình là đá banh và ca nhạc và thành viên thứ tư. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Thị Mai Thi. Sở thích của mình là ca hát và theo dõi các game show của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đều là ca sĩ hả? Dạ, cũng xem. Ca sĩ sao không chọn tên là chích chòe hay là chim chích hay là sơn ca cò biết không? Thì cò cũng có thể thể hiện mình là hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Em xin phép được trình bày. Hát thử xem. Dạ. Con cò là cò bay là bay là bay từ là từ cửa phủ bay ra là ra cánh đồng. Tình tình tàng là tàng tình tình cô nàng rằng chứ anh chàng ơi rằng có biết hay không rằng có nhớ hay không. Cảm ơn các bạn đã chứng minh rằng con cò cũng có thể hát được và hát bài con cò rất hay. Chúc các bạn ghi được thật nhiều điểm. Thưa quý vị và các bạn, mỗi điểm thưởng trong trò chơi chúng ta là 10.000 đồng. Hai đội đều có giải thưởng nếu ghi được điểm. Chúc các bạn ghi được thật nhiều điểm và ai ghi được nhiều điểm hơn sẽ là đội chiến thắng để bước vào vòng đặc biệt. Vòng 1 xin được phép bắt đầu với hai đội trưởng, xin mời. Mời hai đội bắt tay nhau. Chúc hai đội may mắn. Có hai câu hỏi trong vòng này. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này đã được khảo sát 100 người. Có 8 câu trả lời đã được chọn làm đáp án. Đó là ý kiến của nhiều người, mà số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Mời hai bạn sẵn sàng bấm chuông nhanh, giành quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm cho đội mình.
hãy kể tên một thiết bị hoặc dụng cụ mà tên gọi của nó bắt đầu bằng từ máy. Máy vi tính ạ. Máy vi tính. Hay lắm rồi, hai bạn trở về vị trí. Mọi coi đã giành được quyền ưu tiên. Hãy kể tên một thiết bị hoặc một dụng cụ mà tên gọi của nó bắt đầu bằng từ máy. Ta gọi là cái máy gì đó? Máy kéo. Máy kéo. Máy gì nữa nào thì tiên nghĩ? Thiết bị dụng cụ nào mà người ta gọi đó là máy? Máy gì? Máy đĩa. Máy? Máy đĩa, máy nghe nhạc á. Máy nghe nhạc. Mời cô béo hồi ý. Một thiết bị dụng cụ mà người ta gọi tên nó bắt đầu bằng từ máy. Máy điện thoại bàn á. Máy điện thoại bàn. Mời cò béo. Các bạn đã nghe rõ câu hỏi rồi chứ? Hãy kể tên một thiết bị, một vật dụng, một thiết bị mà tên gọi của nó bắt đầu bằng từ máy. Đội trưởng sẵn sàng nhé. Ý kiến riêng của bạn là gì? Máy chi? Thưa máy anh, thi? Em nghĩ là máy in. Máy in. Bạn Hoàng. Thưa anh là máy may ạ. Máy bay. Đấy. Dạ em nghĩ là máy may. Máy may. Em nghĩ là máy photo. Máy photo. Bây giờ máy gì đây? Máy gì để ghi điểm đây? Một đáp án duy nhất. Tự tin quyết định là máy... máy in. Máy in. Các bạn ủng hộ đội trưởng mình đi. Với coi xem đây. Mới có 22 điểm thôi. Còn rất nhiều đáp án đã không được giải. Rất uổng, rất uổng. Chúng ta xem số điểm trên bảng sẽ thuộc về ai với đáp án máy in. 22 điểm thuộc về voi còi. Chúng ta xem các loại máy gì ở trên bảng. Đáp án thứ hai. Các bạn có chọn đáp án, có nghĩ đến đáp án đó nhưng mà cuối cùng thì đội trưởng không chọn. 3 4 5 6 7 Còn một máy còn lại, bạn nói thử xem. Máy photo. 8 Không có máy photo. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai của vòng 1. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người và có 8 đáp án đang trên bảng. Đó là 8 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Mời hai bạn sẵn sàng dịch. Câu này chắc dễ đối với hai đội đây. Hãy nêu tên một bài hát dân ca Nam Bộ nổi tiếng. Lý Cây Bông. Lý Cây Bông. Mời hai đội trở về vị trí. Bạn là ca sĩ. Bạn có hát dân ca không? Dạ không ạ. Không hát dân ca. Nhưng mà phải biết chứ hả? Đâu bạn hãy kể tên một bài hát dân ca Nam Bộ. Bông điên điển. Bông điên điển. Đúng là bạn ít hát dân ca rồi. À, mời bạn Duy Thiện. Ra khơi. Ra khơi. Ra khơi. Đôi cò béo được quyền hội ý. Hình như là các bạn hát nhạc pop, rock hay là nhạc nước ngoài. Không? Mời Thị Dung. Em có thể hiểu là cái câu trả lời của bạn lúc nãy là lý kéo chài đấy mà. Tại vì cái ra khơi thì nó là cái hình ảnh trong cái bài đấy. Em xin trả lời là Lý Con Sáo. Lý Con Sáo, một bài hát dân ca Nam Bộ nổi tiếng. Lý Con Sáo. Hay lắm, đội trưởng rất hay. Mời bạn đi qua. Một bài hát dân ca Nam Bộ nổi tiếng. Đó là 5, 4, 3, 2. Mọi người đang sốt ruột. Và bạn mất quyền trả lời. Xin mời đội cò béo. Bạn có hát dân ca không? Dạ có. Bạn có hát dân ca không? Dạ ít lắm. Ít lắm, bạn có hát không? Dạ cũng có mà ít. Ít,
Mai Thi, bạn cho biết ý kiến riêng của bạn trong câu hỏi này là gì? Bạn đã trao đổi với đồng đội mình khi hội ý là gì? Bài hát dân ca Nam Bộ nổi tiếng. Lý Chiều Chiều. Lý Chiều Chiều. Còn Việt Hoàng, Việt Hoàng thì đó là bài gì? Dạn Đứng Bến Tre. Dạn Đứng Bến Tre. Dạn Đứng Bến Tre là một bài hát dân ca Nam Bộ nổi tiếng luôn. À, Hồng Anh. Dạ em nghĩ là bài Lý Quả Kêu. Lý Quả Kêu. Em nghĩ là Lý Qua Cầu, Lý Cái Mơn. Lý Qua Cầu, Lý Cái Mơn. Các bạn biết tương đối nhiều bài dân ca Nam Bộ hay đấy. Nhưng hãy chọn một, hãy chọn một để ghi điểm. Đội trưởng, bạn quyết định luôn. Em chọn là Lý Quả Kêu. Lý Quả Kêu. 34 điểm sẽ thuộc về ai? Hoặc hơn nữa sẽ thuộc về ai? Lý Quả Kêu. 38 điểm thuộc về đội Quà Béo. Mời các bạn voi còi. Xin mời quý vị và các bạn xem các đáp án còn lại. Một bài dân ca Nam Bộ nổi tiếng. Các đáp án còn lại đó là đáp án thứ hai. 3 4 6 7. Kết quả của vòng 1 như sau. Đội voi còi có 22 điểm. Và dẫn trước là Cò Béo 38 điểm. Và sau đây là vòng thứ 2 của trò chơi chung sức. Xin mời thành viên thứ 3 của hai đội. Bắt tay nhau nào hai bạn. Tới vòng này thì chỉ có một câu hỏi thôi. Và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 8 đáp án đang trên bảng. Đó là 8 ý kiến của nhiều người. Số điểm của mỗi đáp án vẫn là số người đồng tình với nó. Sẵn sàng. Bất chợt bạn hãy nêu tên một thứ hàng hóa mà đa số tiệm tạp hóa đều có bán. Dạ, như kem đánh răng ạ. Kem đánh răng. Có 9 người đồng ý các bạn. Chúc mừng bạn. Mời bạn. Xà bông. Xà bông. Mời các bạn trở về vị trí. Đội voi còi lại một lần nữa giành được quyền ưu tiên. Mời bạn Duy Thiện cho mọi người biết một loại hàng hóa mà hầu hết các tiệm tạp hóa đều có bán đó là gì? Mì tôm. Mì gói mì tôm. Đội trưởng. Đã có kem đánh răng thì chắc là sẽ có dầu gội đầu. Dầu gội đầu. Đó là đáp án được nhiều người nghĩ đến. Đó số điểm cao nhất. Chúc mừng bạn. Bạn Duy Khoa. Một loại hàng hóa mà hầu hết các tiệm tạp hóa đều có bán đó là... Là bột giặt ạ. Là bột giặt. Hay lắm. Mời Thủy Tiên. Bạn có đi tắm những hàng tiêu dùng ở tiệm tạp hóa? Có không? Dạ có, nhưng mà lâu nào. Lâu. Dạ... Bút viết. Viết. Bây giờ tới lượt bạn. Đường ạ. Đường. Một loại hàng hóa mà hầu hết các tiệm tạp hóa đều có bán đó là... Dạ, muối à. Đó là... Muối à. Muối. Mời cô Béo hội ý. Bạn hãy nói tên một thứ hàng hóa mà đa số các tiệm tạp hóa đều có bán. Là bột ngọt ạ. Đó là bột ngọt. Mời cô Béo. Sẵn sàng nhé đội trưởng. Bạn có câu trả lời chưa? Bạn sẽ trả lời nhanh nhé. Mai Thi, bạn vừa nói gì đấy? Bánh kẹo. Bánh kẹo, bạn vừa trao đổi gì? Dạ, chắc là... Thuốc lá. Bạn em bạn vừa có... trao đổi gì đấy? Có đường, chắc là có... Không phải kim chỉ. Kết quả sau vòng thứ 2, đội voi còi 22 điểm đủ. Và dẫn trước là Cò Béo, hiện nay có đến 127 điểm. Chúc mừng các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ 3 của trò chơi chung sức. Thành viên thứ 4 của hai đội sẵn sàng. Xin mời. Chúc mừng bạn. Chỉ có một câu hỏi trong vòng này và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 5 đáp án đang trên bảng. Đó là ý kiến của nhiều người. Mỗi đáp án có số điểm.
tương ứng với số người đồng ý với nó. Các bạn biết đấy, điểm sẽ được nhân đôi trong vòng này. Sẵn sàng nhé. Hãy kể tên một môn thể thao hay một trò chơi có sử dụng dây. Nhảy dây. Nhảy dây. Có một đáp án có số điểm cao hơn. Mời bạn. Kéo co ạ. Kéo co. Mời hai bạn trở về vị trí. Voi còi giành được quyền ưu tiên. Đội trưởng, bạn thấy là một môn thể thao nào, một trò chơi nào mà người ta có sử dụng dây? Sử dụng dây thì rất là nhiều, nhưng mà trong đầu em thì hiện giờ thì vẫn chưa có cái nào cả. Một môn thể thao người ta sử dụng dây đó là thể dục dụng cụ. Thể dục dụng cụ. Thể dục dụng cụ. Bạn Duy Khoa, môn thể thao nào hay một trò chơi nào có sử dụng dây? 5, 4, 3, 2, 1. Bóng chuyền ạ. Môn bóng chuyền. Đôi cầu béo được quyền hội ý. Ý của bạn Duy Khoa đó là dùng dây để căng cái lưới đây. Một môn thể thao hay một trò chơi có sử dụng dây. Bạn trả lời là đu dây. Đu dây. Mời cậu béo. Các bạn đã tìm ra được đáp án chưa? Cũng có một hai đáp án. Một hai đáp án, nhưng bạn đã chọn được một chưa? Chưa hủy, chưa xong. Chưa xong. Bây giờ bạn suy nghĩ thêm nhé. Quyền trả lời sẽ thuộc về bạn đấy. Bạn nghe lại này. Ý kiến của từng người đây. Bạn Mai Thi, bạn cho đội trưởng biết là theo bạn á, thì một môn thể thao hay một trò chơi nào có sử dụng dây? Theo em thì là cái môn tung hứng của Trung Quốc mà có dùng dây tung hứng lên, không biết dùng từ là thế nào. Bạn? Đây là bắn cung ạ. Bắn cung. Bạn? Em nghĩ cái trò mà sử dụng dây ai cũng thấy là múa lụa. Múa lụa. Dây là dây lụa. Một trò chơi hay là môn thể thao có sử dụng dây? Khó nghĩ quá. Em thì lại nghĩ là đua ngựa cũng có dây, dây cương. Đua ngựa cũng có dây. Miễn là có dây được rồi. Nhưng mà thấy múa lụa có vẻ hay. Giờ thống nhất là chọn múa lụa. Múa lụa. Các bạn suy nghĩ rất là căng, rất là trăn trở, và cuối cùng tìm ra được đáp án là múa lụa. Một môn thể thao hay là một trò chơi có sử dụng dây, đội cò béo cho là múa lụa. Múa cái dây lụa. 44 điểm thuộc về đội Voi Còi. Và đây là những đáp án mà các bạn khó tìm ra. Đáp án thứ nhất, leo núi. Người ta phải có dây nè, leo, đúng không? Một môn thể thao có dùng dây, một trò chơi có dùng dây. Đáp án thứ ba, 4. Kết quả sau vòng thứ 3, Voi Còi 66 điểm. Bạn nghe rõ sau đó đọc nhanh để tận dụng thời gian. Nào, sẵn sàng nha. Dấu hiệu nào cho biết một người đang có nhiều chuyện lo lắng? Buồn. Nếu một lý do khiến bạn thức khuya? Học bài thi. Hãy nêu một lý do mà công ty buộc sa thải nhân viên. Thua lỗ. Kể một thiết bị dụng cụ của nhân viên cứu hỏa. Bình chữa cháy. Ngoài gia vị, bạn thấy người ta thường đựng gì trong các ngũ nhỏ? Hết thời gian dành cho bạn và bạn trả lời được 4 câu. Chúng ta quay lại để xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Phải đoán thử xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Khoảng chừng 50 mấy điểm. 50 mấy điểm. Câu thứ nhất chúng ta xem. Dấu hiệu nào cho biết một người đang có nhiều chuyện lo lắng? Bạn trả lời là buồn. Khảo sát 34 điểm. Chỉ riêng câu này thôi cũng đã gần đạt được con số mà bạn đoán. Câu thứ hai, nếu một lý do khiến bạn thức khuya, bạn nói là học bài thi. Và khảo sát 14 điểm. Bạn đã có 48 điểm rồi, còn 2 điểm là được 50 mấy điểm. Hãy nêu một lý do mà công ty buộc sa thải nhân viên. Bạn trả lời là
thua lỗ, làm ăn thua lỗ người ta cho nghỉ bớt. Khảo sát 5 điểm. Với 3 câu hỏi thì bạn đã thực hiện được việc mà bạn tiên đoán, đó là hơn 50 điểm. Rồi bây giờ là câu thứ tư, cũng là câu cuối cùng của bạn. Kể một thiết bị dụng cụ của nhân viên cứu hỏa, bạn trả lời là bình chữa cháy. Điểm 40 điểm. Được rồi. Câu thứ năm, bạn trả lời không kịp thời gian. Bạn có tất cả 93 điểm. Đồng đội của bạn sẽ ghi 107 điểm để giành chiến thắng. Mời bạn trở về vị trí. Xin mời thành viên thứ hai. Chào bạn. Hồi nãy giờ bên trong bạn có nghe đồng đội của mình trả lời gì đây? Có nghe được câu nào không? Đó là luật của trò chơi chung sức, bạn không được nghe những gì mà đồng đội của bạn trả lời ở đây. Và đến lượt bạn, bạn trả lời lại 5 câu hỏi của đồng đội mình, với điều kiện là không được đáp trùng ý. Nếu bạn đáp trùng ý thì bạn sẽ nghe tín hiệu nhắc nhở. Đó là tín hiệu nhắc rằng đáp án của bạn không được chấp nhận. Bạn phải thay nhanh đáp án khác, hoặc là bạn nói cho qua. Tôi sẽ tự động đọc lại những câu hỏi mà bạn bỏ qua khi thời gian còn cho phép. Nói rõ rồi chứ? Rồi, sẵn sàng nhé. 25 giây dành cho bạn để trả lời 5 câu hỏi này. Và 25 giây đó chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Chỉ vậy, để tạo điều kiện cho bạn trả lời câu hỏi thứ nhất tốt, tôi sẽ đọc chậm và rõ câu thứ nhất, bởi vì sau đó thì mới bắt đầu tính thời gian. Bạn thấy này nhé. Câu thứ nhất, dấu hiệu nào cho biết một người đang có nhiều chuyện lo lắng? Đau đầu. Nếu một lý do khiến mà thức khuya? Lo lắng. Hãy nêu một lý do mà công ty buộc phải sa thải nhân viên. Đi làm trễ. Kể một thiết bị dụng cụ của nhân viên cứu hỏa. Xe ô tô. Ngoài gia vị, bạn thấy người ta đựng gì trong các hũ nhỏ? Nước. Nước chấm. Bạn đã thực hiện xong việc trả lời và bây giờ chúng ta quay lại xem điểm số như thế nào. Mời bạn. Đội của bạn đã có 93 điểm và việc của bạn là 107 điểm nữa. Chúng ta xem câu thứ nhất. Dấu hiệu nào cho biết một người đang có nhiều chuyện lo lắng? Bạn trả lời là đau đầu. Thế làm sao bạn biết ra đau đầu? Dấu hiệu nào mà chúng ta nhìn vào chúng ta biết được người đó đang có nhiều chuyện lo lắng? Đó là đau đầu. Thì đúng là lo lắng thì đau đầu thiệt, nhưng mà làm sao biết người ta đau đầu? Chúng ta xem có ai đồng ý với bạn hay không. Khảo sát. Không ai đồng ý cả. Ở câu này, đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất, đó là nhìn thấy buồn lắm. Người đang lo lắng thì có 34 người thấy rằng nét mặt rất là buồn. Câu thứ hai, nếu một lý do khiến bạn thức khuya, bạn trả lời là lo lắng. Lo lắng quá thì không ngủ được, thức khuya. Khảo sát 8 điểm. Ở câu này có 32 người trả lời rằng thức khuya vì xem TV. Xem phim. Lý do hết sức là đơn giản mà rất là nhiều người thức khuya vì lý do đó. Câu thứ ba, hãy nêu một lý do mà công ty buộc sa thải nhân viên. Bạn trả lời là đi làm trễ hoài thì bị sa thải. Khảo sát. Ở đây thì đáp án cao nhất, có số điểm cao nhất là 30 điểm, đó là lý do lười biếng. Câu thứ tư, kể một thiết bị dụng cụ của nhân viên cứu hỏa. Bạn trả lời là thì bạn trả lời là xe ô tô, thì tôi cũng hiểu ý bạn. Không có xe thì làm sao mà chạy tới chỗ cần chữa cháy, phải không? Mà để coi xem. Ở đây đáp án có số điểm cao nhất đã thuộc về đồng đội của bạn, đó là bình chữa cháy 40 điểm. Và câu thứ năm, ngoài gia vị, bạn thấy người ta đựng cái gì trong các hũ nhỏ, thì bạn trả lời là đáp án này tôi thấy cũng có lý, có gì đâu mà bạn có gì mà bạn ngại mà bạn. Nào xem. Điểm. Không điểm. Rất tiếc là hai bạn ở câu cuối cùng đều không có điểm. Ở câu cuối cùng này, đáp án có số điểm cao nhất đó là tâm. Tâm chỉ rằng 28 người trả lời như thế và cả hai bạn đều không ghi được điểm. 99 điểm là số điểm còn lại để các bạn chiến thắng. Còn hơi bị xa. Thưa quý vị và các bạn,
Trò chơi chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện xin được phép kết thúc trong tuần này. Cảm ơn FC đã cùng chung sức với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn 8 giờ tối thứ ba tuần sau. Nào, bắt tay nhau.